Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video trong dịp này, chúng tôi về với cây xanh Hữu Bằng, vườn cảnh anh Nguyễn Duy An ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Cuốn trước chúng ta đã giao lưu đến tác phẩm số 220. Đây là cây si, số báo danh 221. Tiếp tục giao lưu với các bạn là tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này. Cây si được báo giá 15 triệu. Một cây si búp đỏ. Xoay ba nha. Rồi anh xoay. Xoay xoay. Rồi, dừng lại. Anh đặt cái thông số đây xem nào. Chiều cao là 30 nhầm ạ. Mà chiều ngang là 40 nhầm ạ. Hàng một người bề nhẹ. Nó thích hợp với những cái bác nào có phòng viền rộng rãi. Rồi, anh quay từ từ đã. Quay cho mặt chính diện đi, nữa. Tôi chụp cái ảnh đại diện. Đấy, dừng lại nhé. Rồi, anh chuyển tác phẩm tiếp. Cây số 222 là một cây xanh. Xanh nằm liền bác ạ. Vâng, cây xanh nằm liền. Có cái đường đi của thân rất nghệ thuật và đã tạo lũa. Với giá báo là 4 triệu 200 ngàn. Cây số 222. Vâng, chúng ta đang quan sát cái cung đường đi của thân cây. Rất là nghệ thuật. Vâng, đúng là một tác phẩm mà trước kia tôi có một cây nhưng tôi bán rồi. Tôi đặt tên là Khúc Ngoặt. Cây này cũng tựa. Sao gặp thế ra đường đua F1 được không bác? Đường đua F1 thì bây giờ đang bị hoãn lại mà. Khúc Ngoặt. Quay trở lại một tí đi. Đấy, được rồi, được rồi. Để nó nổi lên cái chỗ này. Tức là cái thân nó không trùng nhau. Đấy, Khúc Ngoặt đây. Anh xem cái thông số à? Chiều cao là 32, ngang là 36, hoành thon là 15 ạ. Ok, cây đẹp ấy. Anh chuyển cây khác đi. Giá 4 triệu 2 ạ. Cây sông cho đi chứ, nếu là cây sông bỏ. Vâng, tiếp theo là cây số 223. Là một cây sung. Và cây sung quái. Được báo giá là 1 triệu 600 ngàn. Có thấy quả chưa? Cháu chưa thấy ạ. Cái này nó chỉ khoái, cái này mà có quả đẹp lắm. Trời, không biết có phải rau quả của nó không. Cái này thì ra rồi. Rồi, anh cũng quay từ từ đi. Hám lá nó nhở không nhỉ? Chiều cao là 36 ạ và ngang là 30.
Rồi, anh chuyển cây khác. Vâng, tiếp theo là cây sam hương. À, số báo danh là 224 này. À, báo giá là 4 triệu 500 ngàn. Tốt quá. Rồi. 4 triệu 500 ngàn. Với cái thông số anh. Thông số là chiều cao 35 ạ. Ngang 52. Hoành hơn đâu đời ở đời này là 22 ạ. Còn cái lai thì chưa mới gốc à, phải nhắc vào cái lai là mới ra nhưng mà nó đang nuôi thì nó khỏe. Ok, rồi anh chuyển cái khác đi. Vâng, tiếp đến một tác phẩm mà rất nhiều người hỏi Đỗ Sinh là có hồng ngọc mai không, thì hôm nay đáp ứng cho các bạn đây, một cây mai hồng ngọc rất là rực rỡ hoa tại thời điểm này. Cây này thì chắc phải chơi vài tháng mới hết hoa, hoa liên tục rồi. Hết bông này có bông khác. Đó, nhìn cái nụ này, cái cành này cháu định cắt nhưng không muốn cắt, hoài quá lắm. Cắt thế nào, nó đang buông hoa đẹp thế này cắt. Gia đình nó cứ bị rú xuống mà. Ừ. Rồi. Cây mai hồng ngọc này với giá là 1 triệu đồng. Còn đây bác sao cái găng tay cháu này. Đúng rồi, nó khoảng độ 22 cm. Mà anh đặt lên bàn tay được chứ đúng không? Vâng, cây này để bàn rất tuyệt vời. Đấy, đấy chậu rồi. Nhựa, các bác nào về thấy chậu nhé. Ok, chậu nhựa này trời đẹp rồi, chậu mới tinh màu sáng này. Vâng, chả thơm quá. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Thơm quá. Hương thơm của cái mai hồng ngọc thì thơm rồi. Để bàn thơm lắm, tôi ngồi đây tôi quay thấy rất thơm. Tiếp đến cây 226 với báo giá là 1 triệu 600 ngàn, là cây linh sao hai thân. Nhưng mà chúng ta nhìn cái bệ gốc chúng ta lại thấy rất là tuyệt vời. Gốc như cây đa cổ thụ. Nó chảy. Rễ nó chảy như này. Nó xa. Già mốc xanh cũng đỡ hết rồi. Hoa màu tím ạ. Thông số rồi ạ. Chiều cao 28 ạ. Ngang 40 hoành thon ở đây này. Tức là hai thon ở giữa này. 35 ạ. Rồi, cây này báo giá là 1 triệu 600. Cây số 226. Bây giờ tiếp đến cây 227 đi. Một cây suối. Cây 227 là một cây suối à? Rồi, anh lại quay tiếp đi, để cho nó ra cái mặt kia, xong rồi chúng ta lấy cái thông số. À, cây này báo giá là 1 triệu 800 ngàn.
chiều cao đó là 20, từ mặt chỗ lên chiều đủ từ ngọn xuống, từ gốc xuống ngọn là 48 ạ. À, cũng là một trong những cây dưới là có cái thân rất là kỳ dị. Quay cho nó đối diện đi, nữa đối diện cái mặt trước này xem nào. Rồi, đứng yên. Rồi, ok, anh chuyển cây tiếp theo đi. Vâng, cây số 228 là một cây bông trang vàng, rất là rực rỡ rồi. Với giá báo là 5.500.000. Mua hoa đó luôn, ai mua bây giờ chỉ được chơi hoa này. Cái thông số nào anh? Chiều cao là 35 ạ. Hoành thờ là chiều ngang là 55 ạ. Hoành gốc của nó là 22 ạ. Đó, ai thì giờ mà... Rồi, anh quay thêm một tí nữa lấy cái mặt phải kia. Rồi, dừng lại nhá để tôi chụp. Rồi, anh chuyển cái khác đi. Ôi, nó chuyển qua để con khác phải ra đi. Vâng, đến cây 229, đó là một cây đa với báo giá là 2.500.000. Nó là cây thả nước quá nhỉ. 229. Chiều cao là 36 ạ, chiều ngang là 38 ạ. Rồi. Và các bạn nhìn để cây ra, cây ra ở trên một viên đá thâm thủy. Mời khắp chỗ rồi. Rồi. Thôi rồi, anh chuyển cây cuối cùng đi. Cây cuối cùng nặng. Chỉnh lại phía chân cho nó chắc chắn nhé. Ông đang quay nó đổ xuống rồi vỡ chậu hỏng cây. Thế được. Được chưa? Bốn chân. Được rồi. Vâng. Cây số 200 30 là cây số cuối cùng trong hai cuốn video dịp này tôi về với cây xanh hữu bằng. Là một cây ổi. Một cây ổi ta. Một cái gốc rất to và già rồi. Lên ba thân, cứ tưởng tượng như là gọi là tam đa được rồi đấy, vì thân ở giữa cao, hai thân hai bên chia rất đều. Đây là chỉ cần này thì đã xong, tay cho nó cắt rụt gì hết rồi. Vâng, có cái cây tử ở cái rễ này cũng hay. Cây ổi báo giá bao nhiêu anh? Đặt 12, lên, đặt 12 lên. 12 triệu 500 ạ. 12 triệu 500. Và cái thông số này, anh quay ngược lại đi. Chiều cao 52 ạ. Ngang là 65, hoành hơn là chỗ đó ở trên đây nhá. Cái thon trên đây là 26, 24.
con cá đấy, củ rơi của nó là 78 ạ. Con vông trơn này của nó là 78. Đây rồi. Còn cái này thì nó cái thon nữa. Bây giờ trên đây các bạn sử dụng được cái thon đây của nó là 24 đây. Đó. Rồi, anh lại quay cái báo giá của nó đi. 12 triệu là 1 thân ạ. Rồi đây là cắt chuyên. Lâu lắm rồi. Đó, nhìn con nó quay lại nó chui rồi của nó nảy nhiều lắm. Rồi, con kết thúc nha. Vâng. Vâng, chúng ta chia tay với cây ổi cũng là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video thứ hai. Nhân cái dịp này tôi về với vườn cảnh anh Duy An. Video được thực hiện ngày 21 tháng 3 2020. Đối với tất cả các cái kỳ chia sẻ trước, hôm nay đến số thứ tự của cây, số lượng là 220 cây. Tức là 230 cây rồi đấy nhỉ? Đúng không? Đến ngày hôm nay là 230 cây. Vâng. Tính lần trước tôi đến chia sẻ đã là 220. 210. 210. Một đoạn cuối clip này. Khá vui này. Và số lượng của vườn cảnh anh Nguyễn Duy An thì đã thay đổi rất nhiều. Ồ đấy, rồi bao giờ nó nảy lá tốt đẹp quá. Anh em trong làng chơi đã tin yêu, đã giao lưu được khoảng 80% số lượng tác phẩm Đỗ Sinh đăng tải. Ở đây là cây mẫu đơn đỏ đấy chứ. Vâng, chưa ra hoa nhưng mà ra lộc đã thấy đẹp rồi. Chắc là sau cái kỳ lộc này này sẽ có hoa. Vâng ạ. Quá đẹp luôn. Ồ, trên này nó còn sổ các bạn nhá. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.